Chiều ngày 4 tháng 1, một vụ cháy chung cư 12 tầng đã xảy ra ở phường Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày giờ địa phương. Lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại tòa nhà chung cư 12 tầng ở gần ga Nishi Shinjuku, phường Shinjuku. Theo Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo, đám cháy bùng phát tại căn hộ trên tầng 4 của tòa nhà. Ngay sau đó, 18 phương tiện cùng cảnh sát đã đến hiện trường dập tắt đám cháy. Được biết, cư dân tại nơi xảy ra vụ cháy đã sơ tán, nhưng có một người bị thương. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.